và một bộ sản phẩm của bác khách ở khu vực Vĩnh Phúc đã đặt bên em cặp loa hàng siêu tuyển, hàng Zindesh các bác nhá, chỉ thay gân thôi. Tối qua hôm qua live stream cặp loa cực đẹp này. Đấy, cặp loa đẹp đẹp từ những cái màng bass hàng zin nhá, zin xịn nhá. Cặp loa 5 triệu rưỡi giá tại cửa hàng. Và một con âm ly Jaguar hàng cũng là tuyển rồi, cực tuyển luôn. 203XG hơn 4 triệu, còn vàng TD. Theo yêu cầu các bác ghép còn vàng để bác sử dụng theo mục đích của bác. Và một bộ mic không dây nữa. Em ơi lấy bộ mic không dây nữa. Một bộ sản phẩm này phải nói là các bác nghe hát karaoke trong gia đình tuyệt vời. Em test thử bộ sản phẩm cho bác khách. Bác đến bác mua con này này. Con này nó rơi vào khoảng 12 triệu. Các bác nhìn xem nó đẹp. Em cho nhỏ máy. Vâng, bác khách này ở Bắc Linh thì bác đến là mua con âm ly mã đời 23L, hàng cực đẹp. Đời 97 các bác nhá. Đời 597. Máy vàng nguồm các bác nhá. Khô đét, đen đẹp. Không có điểm trừ đâu các bạn. Rồi. Thấy chưa? Xuất sắc chưa các bác? Đấy. Bên em vẫn đang có nha. Bác đến từ thành phố Bắc Linh. Vâng. Một chiếc âm ly phải nói là cực kỳ xuất sắc. Em giữ ở trong cái góc kia ra. Rất là nhiều sản phẩm bên Ngọc Quang, toàn hàng tuyển chọn thôi. Sáng nay thì các bác đến từ thành phố Hải Phòng, Hải Dương các bác cũng đã về rồi. Bác mua những cặp 450V, những cặp loa 4 Mỹ liên tục lên đường theo các bác. Vâng. Bộ sản phẩm bên ngoài kia anh em đang setup một lần nữa rồi chuyển hàng đi cho các bác. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.